Sử dụng nước tẩy trang cho da mụn đề Kuma đúng cách để có làn da sạch khỏe, láng mịn. Bước 1. Đổ một lượng vừa đủ nước tẩy trang ra bông cốt tông rồi lau sạch bụi bẩn, lớp make up trên da với thao tác thật nhẹ nhàng, lau từ trong ra ngoài để tránh tình trạng da chảy xệ. 2. Đối với mắt và môi sẽ giữ 5-10 giây, sau đó lau nhẹ đi để làm sạch hoàn toàn lớp mascara và son môi. Ta-da! Và thế là da đã được làm sạch sau cả một ngày dài make up và tiếp xúc với bụi bẩn rồi. Cảm giác không hề khô căng mà cực kỳ thông thoáng cho da. Nước tẩy trang cho da mụn đề Kuma không cồn, không paraben với kết cấu dạng nước rất phù hợp cho da mụn nhạy cảm. Ứng dụng công nghệ micellar hút sạch đến 99% bụi bẩn, bã nhờn, cạn trang điểm, lớp kem chống nắng mà không gây bào mòn, kích ứng da, mang đến làn da sạch khỏe, ngăn ngừa quá trình hình thành mụn. Sử dụng gel rửa mặt giảm nhờn đề Kuma đúng cách để có một làn da căng mướt và sạch mụn. Bước 1, sau khi tay và da đã được tẩy trang, làm sạch thì làm ướt mặt rồi lấy một lượng gel rửa mặt vừa đủ vào lòng bàn tay, tạo bọt rồi thoa đều lên mặt. Bước 2, massage mặt nhẹ nhàng từ trong ra ngoài trong vòng 2 đến 3 phút. Bước 3, rửa sạch mặt nhiều lần với nước rồi thấm khô mặt bằng khăn mềm hoặc để khô tự nhiên. Sau khi rửa xong sẽ cảm thấy da cực kỳ ẩm mịn, không khô căng hay nhờn rít da. Gel rửa mặt đề Kuma được nghiên cứu dành riêng cho da mụn với độ pH 5.5 an toàn, phù hợp với làn da nhạy cảm. Sử dụng đều đặn 2 lần một ngày giúp làm sạch nhẹ nhàng, kiểm soát nhờn hiệu quả, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn hiệu quả, mang lại làn da láng mịn và sạch mụn. Sử dụng toner cho da mụn đề Kuma đúng cách để có một làn da ẩm mịn, thông thoáng lỗ chân lông. Bước 1, lấy một lượng vừa đủ toner ra miếng bông cốt tông hoặc lòng bàn tay. Bước 2, thấm nhẹ lên da và thao tác từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên để tránh gây chảy xệ da, hoặc dùng tay vỗ nhẹ lên khắp mặt để toner thẩm thấu hết vào da. Cảm nhận các lỗ chân lông cực thông thoáng, cảm giác căng mướt và ẩm mịn như được thư giãn hoàn toàn. Toner cho da mụn đề Kuma có kết cấu dạng nước thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, mang đến khả năng cân bằng độ pH, giữ độ ẩm cần thiết cho da và thu nhỏ lỗ chân lông với sự có mặt của salicylic acid và THC. Ngoài ra, toner cho da mụn đề Kuma chứa nano THC còn làm dịu mụn sưng viêm, kháng khuẩn, kháng viêm tốt, hỗ trợ ngăn ngừa mụn hiệu quả. Sử dụng gel ngừa mụn đề Kuma đúng cách để có một làn da hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Sau khi vệ sinh tay sạch sẽ và đảm bảo đã tẩy trang làm sạch với gel rửa mặt. Bước 1, bóp một lượng nhỏ gel ngừa mụn ra đầu ngón tay hoặc tăm bông có trong hộp sản phẩm. Lưu ý, chỉ lấy một lượng nhỏ vừa đủ với số mụn cần chấm trên da, không lấy quá nhiều tránh trường hợp không bôi hết. Bước 2, chấm gel ngừa mụn lên nốt mụn rồi nhẹ nhàng tán gel ra vùng nhỏ xung quanh để kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn mọc thêm ở những vùng xung quanh. Lưu ý, không bôi thoa sản phẩm ra toàn mặt, kiên trì sử dụng đều 3-4 lần ngày để thấy rõ hiệu quả trị mụn, thâm, sẹo. Đặc biệt vì có thành phần nano curcumin thấu nhanh gấp 7.500 lần nên sau khi chấm gel mụn khoảng 20 phút là dưỡng chất đã hấp thụ hoàn toàn vào da. Nếu có việc phải ra ngoài, các bạn có thể dùng giấy hoặc khăn lau đi mà không cần phải rửa lại. Sử dụng kem chống nắng kiểm soát nhờn đề Kuma đúng cách để có một lớp finish cực mịn, lì, da chắc khỏe và không bị nổi mụn. Bước 1, bóp kem chống nắng ra mu bàn tay. Bước 2, dùng ngón tay ấn một lượng vừa đủ chấm 4 điểm lên trán, hai bên má, mũi và cằm. Bước 3, tán đều kem chống nắng ra các vùng trên mặt rồi dùng đầu ngón tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên da cho kem chống nắng thẩm thấu hết là đã có một lớp finish cực mỏng nhẹ rồi. Lưu ý, không phải chỉ khi ra ngoài trời nắng mới cần dùng kem chống nắng mà chúng ta cần sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi ngày để bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV, bụi mịn và chống lão hóa da. Kem chống nắng kiểm soát nhờn đề Kuma vật lý lai hóa học nên có lớp finish cực mát trên da, không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông. Đặc biệt có sự kết hợp của thành phần nano THC giúp ngăn ngừa hình thành mụn cực hiệu quả. Đề Kuma, thương hiệu chăm sóc da mụn từ thảo dược công nghệ cao, sản phẩm bán tại 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Mua Đề Kuma ngay. Đề Kuma tỏa sáng mọi khoảnh khắc với da sạch mụn láng mịn, dọn mụn, dẹp thâm, giảm nhờn, lành sẹo, làm sạch sâu, cân bằng ẩm, xử lý mụn, bảo vệ da. Đề Kuma, thương hiệu chăm sóc da mụn từ thảo dược công nghệ cao.